Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao quà hỗ trợ cho người dân ở khu vực cách ly, phong tỏa và cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận. Các phần quà bao gồm 5 tấn gạo, 300 hộp cá mòi, 100 thùng mì, 5.000 khẩu trang y tế cùng 40 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá 160 triệu đồng do Đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh vận động các doanh nghiệp trong Đảng bộ khối hỗ trợ. Dịp này, công ty cổ phần tập đoàn tư vấn đầu tư và xây dựng Kiên Giang trao tặng huyện Vĩnh Thuận 100 triệu đồng và cá nhân đồng chí Mai Hoàng Khởi, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy, nguyên bí thư huyện Vĩnh Thuận, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ huyện Vĩnh Thuận 60 triệu đồng. Qua đó nhằm động viên nhân dân và chính quyền huyện Vĩnh Thuận cố gắng vượt qua khó khăn của dịch bệnh, thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cùng với tỉnh nhà nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.